9. Ban đêm nhìn thấy xa Kinh văn Hiệu dĩ thử tâm, nghiên cứu thâm viễn, hốt ư trung dạ, diêu kiến viễn phương, thị tỉnh nhai hạ, thân tộc quyến thuộc hoặc văn kỳ ngữ, thử danh bát tâm, bức cực phi xuất. Cố đa cách kiến phi vi thánh chứng, bất tác thánh tâm danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải tức thọ quần tà. Việt dịch lại đem tâm ấy cứu xét sâu xa, bỗng nhiên giữa khuya thấy được những nơi trốn xa xôi, thấy chợ giếng nước đường phố ngõ hẻm, bà con thân quyến cùng nghe họ đang nói chuyện với nhau cảnh giới này gọi là do dồn ép tâm đến mức cùng tột nên tâm phóng vọt ra thấy được nhiều thứ ở xa và cách ngại như vậy chứ không phải là chứng thánh nếu không nghĩ mình chứng thánh là cảnh giới tốt còn nếu cho mình chứng thánh liền rơi vào tà kiến giảng dạ, lại đem tâm ấy cứu xét sâu xa khi dụng tâm nghiên cứu sâu xa bỗng nhiên giữa khuya thấy được những nơi trốn xa xôi bỗng dưng có thể thấy được những hiện tượng những cảnh huống khác nhau ở những nơi trốn xa xôi vào lúc giữa đêm khuya thấy chợ giếng nước đường phố ngõ hẻm bà con thân quyến cùng nghe họ đang nói chuyện với nhau có thể thấy được phố chợ nơi hàng hóa được bán đầy trên phố giếng nước công cộng nơi mọi người lấy nước dùng đường phố lớn ngõ hẻm nhỏ có thể thấy được luôn cả bà con quyến thuộc họ hàng thân tộc cùng nghe được những lời họ nói chuyện với nhau có thể nghe được họ bàn bạc nói chuyện với nhau cảnh giới này gọi là do dồn ép tâm đến mức cùng tột nên tâm phóng vọt ra thấy được nhiều thứ ở xa và cách ngại như vậy trong công phu ông đã chế ngự tâm phóng túng buông thả theo vọng tưởng thúc ép tâm mình đến mức cùng tột rồi trải qua cảm giác tâm được phóng vọt ra và thấy hết mọi vật bất kể nó ở bao xa những cảnh vật mà khi bình thường dù cố gắng nhìn cũng không thể thấy được nhưng bây giờ bỗng dưng tâm ông vỡ rời ra và ông có thể thấy được mọi vật. Đó không phải là chứng thánh, không nên nghĩ rằng đây là cảnh giới tốt. Nếu không nghĩ mình đã chứng thánh thì đó là cảnh giới tốt, còn nếu tự xem mình là thánh liền rơi vào tà kiến. Nếu quý vị tuyên bố rằng mình đã chứng được thánh quả, trong khi mình chẳng hề chứng được hoặc quý vị tuyên bố đã chứng được những gì mình không thể chứng được thì quý vị sẽ thấy mình bị bao vây bởi quân ma